Nơi đọc nàng côi lơ plơ mi. Xong khá ngày nãy ngày chán ấy nơi hiện ngắt thế nào kìa. Kê to vẽ rồi mấy. Mày nó bị banh tắt nơi bọt nôm mấy thế đấy. Sợ vô lên nè. Trời mà hồ thịt chút ra. À nó đi khô ấy nhỏ thế đi bạ mấy ha. Ui bạ mấy nè. Damn. Chúng ta tiết dân ta khéo tiết hào nhé. Nó có men ngày nãy bật hình lươn tí. Cảm ơn bán sẽ đặt ai phật là nữa. Tôi có muốn đặt ai phật là lươn. À tạm kệt. Ngày nãy bán CK đi thầy. CK nó bị dàng đại nè. Tê là thêm đọp ấy tới cứ dương ai tê cho một phụ viên mô trả. Và đáp bật chạy bây giờ nào có thể bây giờ phục. Đại thử ngâm nè, ở thử ngâm mà ngâm thì mùi vậy nè. Thờ mùi mọt này đọp tê đó với ba này. Trong CKB này cứ ta xa xa bầm bốn tê mà rồi mở. Thu đài hai khăn lõ xong xa xa bát. Khăn cháy mất chết là. Đôi hỏi ngay vì hình cái đáy nhưng ta ca khăn chết là. Cứ về mẹ rõm ta xa xa tự chạy xa rùa. You know. Hay xong ngắn khăn CKB bị bánh tới mẹ rõm ta mà được nó cứ smart strong như là. Phụ đồng là phía hóa tới mẹ rõm ta. Ý à, bây ní smart strong mà. Chẳng hạn cái ớt smart strong ấy bởi này tới. Hai ngày nắng cứ này, nhưng thay màu ấy đọp tê ní ta bay đọp tê. Xem mẹp CK nó bố miên tích đọp nữa. Miên sao đi chị bay đọp đấy chẳng. Ngày chặt tục ngày trong cơ rồi chứ. Bởi đây tam thử tăng một sơ lắm. Tăng ngày nãy được khơi mưa mưa toàn màu vinh bổng. Ngạch chịp. Chẳng bởi ông ớt xa bốn. Hay thay này ai mùi nữa. Okay, peace out.